Hello, xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã đến với kênh của Hoàng Gia Piano. Ngày hôm nay thì ngày đầu tháng 2 năm 2023. Và Hoàng Gia Piano rất là vinh dự khi đã tiếp đón người em Tuấn Ngọc đến từ Ba Vì, Hà Nội. Ngày hôm nay Tuấn lặn lội một chặng đường cực kỳ xa xôi từ Hà Nội đi vào đây để tham quan mô hình của Hoàng Gia Piano. Và sau khi tham quan thì Tuấn Ngọc đã lựa chọn đó là hợp tác cùng Hoàng Gia, nhân giống chó cảnh của Hoàng Gia và khu vực anh em khu vực Ba Vì, Hà Nội. Thì nếu như có nhân giống dòng chó Corgi và Shiba, xin mời anh em sau này đến với cơ sở của Tuấn Ngọc Kennel ở ngoài Ba Vì để tham quan và tìm hiểu ngành nhân giống. Và xin chào Ngọc nhé. Đầu tiên là cảm ơn em đã hợp tác với Hoàng Gia. Cho anh hỏi là em biết Hoàng Gia qua thông tin nào và khi em đến đây thì em cảm thấy như thế nào khi em hợp tác với Hoàng Gia? Trước đây thì em cũng có xem qua YouTube về Hoàng Gia và Facebook của Hoàng Gia, và sau khi đến đây tham quan cái mô hình của mình thì em thấy rất là tốt về loại giống cũng như là tất cả mọi thứ mà trung tâm làm rất là chuyên nghiệp, cho nên là em đã quyết định đầu tư hợp tác cùng Hoàng Gia. Tuấn sẽ ký kết với Hoàng Gia và bắt bao gồm là 9 bé chó giống, gồm 4 bé Shiba Inu Nhật Bản, giấy tờ VK đầy đủ và 5 bé Corgi giống trưởng thành. Và bên Hoàng Gia sẽ bao phí vận chuyển về tới Ba Vì, Hà Nội. Ngoài ra bên Hoàng Gia sẽ tặng cho em một bộ thuốc men bao gồm vitamin và trị các bệnh về trên chó, các bé cưng. Và ngoài ra thì bên sẽ tặng cho em một con cám lớn để cho em về đấy chăm sóc. Ngoài ra Hoàng Gia sẽ đưa kèm cho em một bộ sách hướng dẫn chăm sóc và nhân giống dòng thú cưng. Cho nên khi anh em đã kết nối với Hoàng Gia, chắc chắn tin tưởng một điều rằng cơ sở Hoàng Gia thì đảm bảo với anh em đội ngũ nhân viên chăm sóc nhiệt tình. Và ngoài ra khi ký kết hợp đồng với Hoàng Gia thì bên mình sẽ đảm bảo chất lượng con giống, bảo hành con giống. Ngoài ra sẽ bảo hành cho anh em về vấn đề đó là bao tiêu đầu ra cho anh em. Khi nào anh em không cần bên Hoàng Gia bao tiêu nữa thì thôi. Cho nên khi anh em bắt giống của Hoàng Gia thì em sẽ tin tưởng một điều rằng bên Hoàng Gia sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho em. Ngoài ra toàn bộ những con chó con, trừ trường hợp nó bị nấm ghẻ, bị tật lỗi do em chăm sóc thì bên trại sẽ không bao tiêu. Ngoài ra cứ gầy hay béo hay mập gì đấy, bên anh sẵn sàng bao tiêu hết cho em trong thời gian em chưa tìm được đầu ra. Và khi nào em bán được thì em cứ tự nhiên em bán, còn em không bán được thì bọn anh sẽ bao tiêu hết đó. Và cảm ơn mọi người đã xem kênh của Hoàng Gia Keno, và đây là cũng là trụ sở của Hoàng Gia tại Chicago, Cần Thơ, Đắk Lắk đó. Và khi đến với Hoàng Gia thì anh em tin tưởng một điều rằng đấy, mọi vấn đề về thông số kỹ thuật, chất lượng con giống và bảo hành sức khỏe, bảo hành bao tiêu đầu ra thì anh em hết sức yên tâm. Và cái đấy đã có hợp đồng ký kết bao tiêu đầu ra, đảm bảo chất lượng 100% cho anh em khi đã kết nối với Hoàng Gia. Mình cùng với Tuấn Ngọc cảm ơn anh em đã theo dõi clip và hy vọng rằng sẽ được kết nối với những anh em khu vực miền Bắc, khu vực Ba Vì, Hà Nội. Nếu mà có muốn tìm hiểu cụ thể như thế nào thì có thể liên hệ Tuấn Ngọc, và Tuấn Ngọc sẽ mở một trang trại nhỏ ở ngoài đấy trước. Và nếu như có dịp anh em mời anh em về với Tuấn Ngọc Keno ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội, và anh em sẽ cùng kết nối ha. Cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Rồi chúc em sẽ là ngày càng mạnh khỏe, mua ve bán đắt và đặc biệt hơn nữa là nhân giống thành công ha. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.